Soi ẩn ý, sự biến đổi cảm xúc của Kifif, cách thức tỉnh trả ác quỷ được tiết lộ. Hi, chào mừng tất cả anh em đến với channel Tom Manga. Luffy và Kaido đã đại chiến với nhau từ chapter 1000 sau nhiều biến cố từ việc Big Mom bị rơi khỏi đỉnh sọ. Kid cùng lo phải lao xuống chiến với bà ta, trong khi Zoro thoi thóp phải rời khỏi cuộc chiến. Thế trận quay về thế 1-1. Luffy lúc này lĩnh hội được thứ mà Kaido sử dụng, đó là Haki Bá Vương, chứ không đơn thuần là Haki vũ trang bọc vào đòn đánh. Luffy lúc này với 100% độ tự tin tuyên bố hạ sinh vật mạnh nhất, nhưng mà cậu không ngờ cái thứ sức mạnh mới này lại tốn sức đến vậy. Luffy rơi khỏi Onigashima và sau đó trở lại bằng con xe Exciter model thanh long mang tên là Momonosuke. Nhưng mà những tưởng bước ngoặt là đây, bởi Luffy đã hồi sức sau khi nghỉ ngơi và ăn thịt, cậu cũng nhuần nhuyễn hơn trong việc sử dụng bá khí cấp cao. Chúng ta đều nghĩ rằng cao trào của chiến đã lên đến đỉnh điểm và với sức mạnh mới của Luffy sẽ nhanh chóng hạ được Kaido. Nhưng mà fan tính thì không bằng Oda tính. CC bẻ lái bằng cách quăng cái biển số mang tên CPO vào cuộc chiến. Luffy lần thứ N bị hạ gục và cái bước ngoặt thật sự mới bắt đầu sau đòn châm cứu đả thông kinh mạch của bác sĩ Đô. Lukaka một lần nữa đứng dậy với cái hình dáng mà cả Kaido cũng không còn nhận ra, đó có phải là thằng mũ rơm hay không. Luffy đã chính thức làm chủ được trái ác quỷ của mình, bước lên trạng Kefif và trở thành Thái Dương Thần Ika. Câu hỏi đặt ra là làm thế quá nào cậu ấy lại thức tỉnh được trái ác quỷ khi đang thập tử nhất sinh. Điều này thường được fan lấp liếm bằng câu trả lời, do ý chí của Lù lúc đó quá mạnh. Nhưng mà đó chỉ là đáp án cho bề nổi của câu chuyện mà thôi. Nào, anh em hãy cùng Tom Anka tìm hiểu về chủ đề thú vị này nhé. Và đây là video về cách thức tỉnh trả ác quỷ, sự biến đổi cảm xúc của Kefif. 1. Cách thức tỉnh trả ác quỷ được hé lộ. Trả ác quỷ là một thứ năng lực vô cùng phổ biến và đã xuất hiện ngay từ những chapter đầu tiên. Một người bình thường khi ăn trả ác quỷ sẽ bị biển cả nguyền rủa, mất đi khả năng bơi và chịu sự áp chế của đá biển. Nếu chạm vào vật liệu này thì thể chất sẽ suy giảm rất nhiều. Mỗi người chỉ có thể ăn một trái ác quỷ, trừ dâu đen. Về cơ bản thì rất nhiều kẻ mạnh trên thế giới có trái ác quỷ. Chúng có thể mạnh hoặc là yếu, nhưng chỉ cần chủ nhân khai thác tốt thì mọi trái cây ác quỷ đều có điểm mạnh nhất định ở một khía cạnh nào đó. Không ít trái ác quỷ yếu nhưng rơi vào tay một kẻ mạnh cũng như là có thiên phú thì ta có thể thấy rõ ràng sự đáng sợ, ví dụ như trái Ito Ito của Doflamingo. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng mà Thiên Dạ Xoa là kẻ não to và mưu lược, hắn sử dụng tơ một cách linh hoạt, thậm chí trong một khoảnh khắc nhỏ còn khống chế được Zosu, đội trưởng sư đoàn 3 băng dâu trắng. Nếu đánh trực diện Doflamingo, chưa chắc ăn được Zosu, nhưng một phút lơ là cả đời bốc mộ, Zosu bất cẩn bị khống chế, và mình tin là Hồng Hạc có thể hạ người kim cương ngay lúc đó, hoặc chỉ ít là xin nhẹ vết cắt sâu trên người của anh chàng kia. Tất nhiên là thuần thục năng lực chưa phải là đỉnh cao mà một người ăn trả quỷ có thể làm được, tối thượng nhất chính là thức tỉnh. Một trạng thái mà người dùng được khai thác tối đa sức mạnh ác quỷ đem lại. Đến nay thì ta vẫn chưa mường tượng ra được tất cả năng lực mà trả ác quỷ thức tỉnh đem lại. Qua một số ẩn ý và lời thoại của các nhân vật, ta rút ra một số đặc điểm. Doan thức tỉnh sẽ gia tăng cực mạnh sự trâu bò và hồi phục. Para thì hóa vật chất trong môi trường xung quanh thành thứ mà người đó có thể thao túng. Loza thì biến đổi vĩnh viễn thời tiết xung quanh theo đặc tính nguyên tố chủ sở hữu. Về cơ bản thì là như vậy, nhưng đó không phải là tất cả. Ví dụ như là Ziki, OP và Ito đều là hệ siêu nhân, và chủ nhân của chúng đã thức tỉnh năng lực, nhưng mà mỗi trái lại đem lại năng lực quá ảo mà fan không thể đoán được. Có lẽ Oda nhà ta tạo ra vấn đề này nhằm gây yếu tố bất ngờ. Và quan trọng nhất là mới đây ta đã biết được về nguyên lý thức tỉnh trả ác quỷ. Người hé lộ tài liệu mật này không ai khác là tiến sĩ bác sĩ Kaido. Người có kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về lịch sử thế giới, đả thông châm cứu, biên soạn các loại sách về Haki và nhiều lĩnh vực khác. Có thể thấy là tiến sĩ Đô đã đóng góp công rất lớn trong việc khai phá tiềm năng của Luffy qua các đòn lỗ bắt quái. Ngoài ra ông còn kiêm luôn dạy lý thuyết kèm thực hành cho Lù về bộ môn Haki. Mới đây, ông còn giảng dạy bộ môn mới liên quan đến sức mạnh trả ác quỷ. Cụ thể là trong chapter, Tứ Hoàng Kaido nói rằng thức tỉnh là khi trí óc và cơ thể phát huy hết được khả năng bản thân. Câu nói này như tóm tắt lại quá trình thức tỉnh trả ác quỷ trong hoàn cảnh tự nhiên và nó focus vào hai yếu tố chính là cơ thể và trí óc, hay đúng hơn là ý chí. Đầu tiên hãy phân tích về cơ thể. Trả ác quỷ được thức tỉnh khi các quy tắc và yêu cầu nhất định được thỏa mãn. Thứ nhất là người dùng phải đủ mạnh, tức là trả ác quỷ càng bá đạo thì người dùng càng phải mạnh mẽ để đủ sức thức tỉnh nó. Tại thời điểm Luffy bị đánh bất tỉnh, cậu đã hoàn toàn làm chủ cả ba loại Haki. Kỹ năng và thể chất thuần túy của cậu cũng được chui rèn đến maximum. Mà nói đúng hơn là Lu đã đến trình độ này khi cậu comeback trước đó. Nhưng mà bây giờ cậu vẫn chưa thức tỉnh được Nika, chứng tỏ là sức mạnh đủ lớn chỉ là một trong những thứ cần thiết. Và điều này liên quan đến yếu tố thứ hai mà Kaido nói, đó là trí óc. Theo ý kiến của cá nhân mình thì khuôn mẫu cơ thể và trí óc chỉ đúng với Doan Thần Thoại, thứ được các ngũ lão tinh nhận xét là có ý chí riêng. Còn các trả ác quỷ khác thì chỉ cần đủ mạnh và thấu hiểu năng lực là có thể thức tỉnh.
Trở lại vấn đề, trong trang 1041, Luffy đã dõng dạc tuyên bố về việc hạ Kaido bởi ông ta đã gây ra quá nhiều khốn khổ cho người dân Wano Quốc. Lúc đó ý chí của cậu được thể hiện hơn bao giờ hết. Tại khoảnh khắc ấy, ý chí của Luffy và Nika đã hoàn toàn phù hợp. Cậu và trả quỷ của mình gần như là hợp nhất. Đến đây sẽ có nhiều bạn cho rằng cái lòng tốt của Lu đã thể hiện trong nhiều arc trước đây. Nó đúng. Nhưng vấn đề là những arc trước Luffy quá yếu để thức tỉnh được một trả quỷ tầm thần thánh như Nika. Nó liên quan đến yếu tố sức mạnh mà mình đã nhắc ở trên. Và giờ Lu đã có cả sức mạnh và ý chí tự do. Hơn hết, Kaido lại là kẻ tầm cỡ bậc nhất và nhiều kẻ còn phải run sợ trước ông ta. Điển hình như là Doflamingo, một thanh niên rất mạnh. Những phẩm chất ấy trùng khớp với cái hình tượng vị thần đem lại hòa bình tự do. Sức mạnh của Lu cũng đã chạm mốc và chỉ chờ Nika hồi đáp. Việc tên Sibel can thiệp trận chiến như một chất xúc tác hoàn hảo bởi Luffy bị Kaido đánh gục và cậu có một khoảng bất động. Lúc này là thời điểm hoàn hảo cho việc thức tỉnh. Dù gục, nhưng ý chí hạ Kaido của Lu vẫn cháy như một ngọn lửa. Cả hai yếu tố đã thỏa mãn nên Luffy mới có thể thức tỉnh được trả quỷ mạnh như là Hitohito model Nika. Tất nhiên thì đây chỉ là suy nghĩ mang tính cá nhân, chúng ta nên bàn luận nó như những người yêu One Piece. Rất mong là anh em đừng đem ra so sánh với nhiều giả thuyết khác. Nếu có ý kiến riêng thì hãy comment bên dưới để chúng ta cùng bàn luận. Và giờ hãy cùng mình đến với phần tiếp theo của video. 2. Luffy có cảm xúc kỳ lạ ở dạng Kefif. Ta đều biết, Lù từ những ngày câu chuyện bắt đầu là một thanh niên cực kỳ tấu hài, tính cách thì vui vẻ hài hước, cực kỳ hồn nhiên, hay nói trắng ra là cậu ta khá ngốc nghếch. Tuy nhiên Luffy phiên bản bình thường và Luffy khi đánh nhau lại cực kỳ khác biệt. Lù là một thiên tài chiến đấu với khả năng thích nghi tình huống tuyệt vời. Tạm gác qua sức mạnh của Lù, ta hãy bàn đến cảm xúc của cậu. Thông thường khi chiến với kẻ thù, đặc biệt là với máy tay phản diện nguy hiểm, có thể gây hại cho người thân, đồng đội hay là những người Lù yêu quý, cậu ấy sẽ combat với một thái độ khá nghiêm túc, tương đối nóng giận, thậm chí nhiều lúc cơn giận ấy lấn át ý chí của Luffy. Như lần cậu lao thẳng vào Kaido khi vị tứ hoàng thổi bộc tức vào nhóm Sanji, có thể thấy là rõ tính bốc đồng có phần quá hấp tấp của anh men não cao su. Tuy nhiên ở trang 1044 và 1045, mình thấy một điểm khá lạ ở Lù. Có lẽ nhiều anh em cũng dễ dàng nhận ra, đó là Luffy luôn cười. Có hai câu trả lời cho vấn đề này. Thứ nhất là Luffy chơi đồ quá liều. Thứ nhất là nụ cười ấy nhằm lô tả đúng hơn cái chất choi boy trong người của Luffy. Bởi sau khi thức tỉnh thì 100% cậu ấy là choi boy. Nhưng mà giải thích như thế nào thì còn gì là One Piece? Theo mình thì Kefif hay là sức mạnh thức tỉnh thì phần nào ảnh hưởng đến tính cách của Luffy. Đó cũng là câu trả lời thứ hai. Tất nhiên là sẽ không có chuyện ai đó nhập vào Luffy, vì sau đó thì cậu đã khẳng định với Kaido, ta là Monkey D. Luffy, kẻ sẽ hạ ông và trở thành vua hải tặc. Giai đoạn trước chapter 1043, Luffy thực sự chiến đấu với một thái độ tức giận. Cậu dường như biết điều gì sẽ xảy ra. Lu hiểu Kefor chỉ còn vài phút duy trì. Cậu cũng hiểu Kaido vẫn khó bị hạ. Luffy cảm thấy dần kiệt sức. Cậu hiểu lần cố gắng này của mình sẽ đánh đổi rất nhiều thứ. Nói thật thì dù có haki cấp cao, Luffy vẫn chưa hạ nổi lão tứ hoàng. Chính cậu biết rõ điều đó. Thậm chí Luffy còn nổi điên khi nhầm tưởng Kaido đang say rượu. Lúc vị tứ hoàng chuẩn bị thi triển chế độ say của mình. Ấy thế mà khi lên được Kefif, Lu khác hẳn trước đó. Cậu giờ chiến đấu với tâm thế thoải mái hơn rất nhiều. Phong cách chiến đấu và trạng thái tinh thần của anh men cứ như là cuộc chiến này chỉ là trò đùa. Luffy lúc đó còn có phần bất cẩn hơn khi mà cậu dùng Kefor chiến đấu. Lúc Lu kiệt sức sau đòn Giant, cậu ngồi như một đứa trẻ mặc cho Kaido có khả năng lao vào đánh phủ đầu. Một mồ nhận xét, giọng của Luffy đang mờ dần. Mình tin là ngay lúc này cậu gần như đã chết. Sau khi kích tim, cậu ấy lại thay đổi trạng thái cảm xúc, không còn lố bịch như trước nhưng mà cũng không quá nóng vội. Có thể nói đó là lúc Luffy hoàn hảo nhất. Cậu nắm rõ tình hình, không bất cẩn và không áp đặt việc nhanh chóng hạ Kaido. Mình tin lý do Lù cười như chơi đồ là bởi cậu nhận được một nguồn sức quá lớn. Nó đến từ doan thần thoại Nika, mà trả quỷ này lại mang một tính cách riêng, nhất thời thì nó đã lấn át Luffy. Lưu ý rằng là Lù vẫn là Lù, chỉ là dây thần kinh hạnh phúc của cậu như bị tác động bởi tính Nika. Và sau khi hóa Kefif lần hai thì Luffy mới hoàn toàn nắm rõ mọi thứ từ trả quỷ này. Bằng chứng là phong thái chiến đấu điềm đạm, pha một chút tự tin bởi Lù thừa hiểu nguồn năng lượng trong cơ thể của cậu lúc này. Luffy bắt đầu sử dụng các đòn thế cực kỳ điêu luyện, thậm chí là tạo ra nhiều chiêu mới ngay trong cuộc chiến. Kết thúc trang 1047, chính cậu tuyên bố đây là đòn dứt điểm. Mình tin là Luffy lúc này đã làm chủ được sức mạnh Nika, nên là cậu mới nói như vậy. Vấn đề về sự biến đổi cảm xúc của Luffy từ lúc mới bắt đầu thức tỉnh đến khi khống chế năng lực phần lớn bởi cái tính cách riêng bên trong trái doan. Huống chi doan thần thoại Nika bá đạo đến thế, át hẳn tính cách của nó cũng mạnh mẽ khác biệt. Việc biến hình thay đổi cảm xúc không phải lần đầu ta thấy trong One Piece nói riêng hay là giới manga nói chung. Minh chứng rõ nhất là Kaido. Mình tin là chế độ say rượu của lão cũng là một phần năng lực thức tỉnh vì dạng này giúp ông ta trâu, nhanh và lực hơn hẳn. Và ta cũng thấy nó làm tính tình vị tứ hoàng thay đổi chút ít. Hay là bên Dragon Ball ta có Sugoku,
Khi anh ta chuyển dạng sang bản năng vô cực thì có phong thái khác hẳn thanh niên ngáo ngơ hay là gầm gú như Super Saiyan. Có thể nói là khi có Doan thần thoại, một khi thức tỉnh thì sẽ phần nào ảnh hưởng đến chính tính cách của chủ sở hữu của nó. Và đó là ý kiến của bọn mình. Video đến đây là kết thúc. Anh em thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Top Manga nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye.